Thưa các bạn, trong cuộc sống của chúng ta, ai ai cũng phải trải qua một thời làm thuê với mong ước tương lai đổi đời. Ca khúc này là lời tâm sự đồng cảm của Lý Hồ Nam gửi đến những ai đã và đang là những người làm thuê xa quê hương, xa mẹ cha. Bạn hiền này tôi kể câu chuyện đắng cay kiếp làm thuê. Thằng học hành chưa tới đi làm thuê để nuôi mong ước. Người học tài thi đỗ với mong ước mai sau thành tài. Đưa kiếp sống tha phương mong một mai tương lai đổi đời. Đây là từng câu nói tiếng mỉa mai bên ta từng ngày. Ngậm ngùi mà nuốt đắng đi bạn ơi nghỉ cho ngày mai. Người nào chẳng mơ ước đến một mai tương lai đổi đời. Mà cuộc đời đâu dễ một bước chân lên cao tận trời. Cuộc đời này có mấy ai ngồi khóc xây nên bạc vàng. Bao phòng mà bao táp tủi nhục đắng cay thân làm thuê. Nhiều lần ta khóc mà người có thấu. Dòng đời thì vẫn trôi vô tình như thế. Nhiều lần được tin báo nơi làng quê khiến ta lòng đau. Tiền bạc thì chẳng có thân làm thuê sống xa mẹ cha. Cuộc đời người ta ai ai cũng muốn. Rồi một ngày thoát ly thân phận bạc bẽo của kiếp nghèo. Từng câu nói tiếng mỉa mai bên ta từng ngày. Ngậm ngùi mà nuốt đắng đi bạn ơi nghỉ cho ngày mai. Người nào chẳng mơ ước đến một mai tương lai đổi đời. Mà cuộc đời đâu dễ một bước chân lên cao tận trời. Đời này có mấy ai ngồi không xây nên bạc vàng. Bao phòng mà bao táp tủi nhục đắng cay thân làm thuê. Nhiều lần ta khóc mà người có thấu. Dòng đời thì vẫn trôi vô tình như thế. Nhiều lần được tin báo nơi làng quê khiến ta lòng đau. Tiền bạc thì chẳng có thân làm thuê sống xa mẹ cha. Cuộc đời người ta ai ai cũng muốn. Rồi một ngày thoát ly thân phận bạc bẽo của kiếp nghèo. Nhiều lần được tin báo nơi làng quê khiến ta lòng đau. Tiền bạc thì chẳng có thân làm thuê sống xa mẹ cha. Cuộc đời người ta ai ai cũng muốn. Rồi một ngày thoát ly thân phận bạc bẽo.